Quang Long, Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số giò hồ điệp mà bên mình đã cắm sẵn. Ví dụ như giò hồ điệp này thì giá thành của nó là 1,5 triệu. Khi các bạn đến cửa hàng Qua Lao Quang Minh để xây những chậu hồ điệp như thế này thì bên mình chỉ lấy tiền hoa và tiền chậu, còn công cắm và phụ kiện trang trí là miễn phí ha các bạn. Như cái giò hồ điệp này có giá thành là 1,3 triệu. Các bạn cũng có thể gọi điện đặt hàng và mình nhận giao miễn phí trong khu vực thành phố Tân An. Ví dụ như các bạn có thể gọi điện đặt hàng muốn xây một chậu hồ điệp, giá thành là khoảng bao nhiêu tiền, giao đến địa chỉ nào, bên mình sẽ xây và giao đến miễn phí. Và mình chỉ tính tiền lan và tiền chậu, còn công xoay và các cái phụ kiện trang trí thì là miễn phí ha các bạn. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Mình chỉ giao miễn phí trong khu vực thành phố Tân An thôi nha các bạn. Như chậu hồ điệp này có giá thành là 850 ngàn, hoặc là chậu này có giá thành là 750 ngàn. Đúng là 750 ngàn, hoặc là giờ này có giá thành là 1,1 triệu. Như chậu màu vàng này có giá thành là 1,4 triệu nè các bạn. Ê, sao cái chậu này không thấy làm giá vậy Vũ? Lát qua làm giá đi. Chậu này có giá thành là 1,4 triệu. Còn chậu phối hai màu trắng tím này có giá thành là 1,5 triệu. Chậu này có giá thành là 1,8 triệu. Hôm nay thì cửa hàng mình có về thêm một số màu hồ điệp mini mới các bạn. Đây là hồ điệp mini trắng lưỡi đỏ.
giá thành vẫn là 190.000 một chậu. Đẹp mini mới nè, cái màu nó mảng cũng 190 luôn ha anh Lân, mảng cũng 190 luôn không? Đó coi cho giùm anh cái âm của đấm đỏ với đặc đúng không? Còn đây là mảng thiên hồng các bạn. Mảng thiên hồng thì bây giờ là 190.000 một chậu. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan, địa chỉ cửa hàng tại hội chợ Hoa Xuân, ở công viên phường 3 của thành phố Tân An Long An. Ngay cổng chính các bạn quẹo vô, các bạn quẹo sang tay phải là có cửa hàng Hoa Lan Quang Minh. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.